Chiều tối ngày 7 tháng 9, Hưng Yên ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh tại Hưng Yên từ ngày 21 tháng 6 đến nay lên 242 ca. Trường hợp ca mắc mới này có hộ khẩu thường trú tại thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Dù đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng vẫn đi bán hàng tại Hà Nội, vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch của tỉnh. Đây là lần thứ tư xã Yên Phú xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Trong đó, có nhiều lần liên quan đến các cá nhân không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chỉ vì sự thiếu ý thức của một số cá nhân mà cuộc sống của hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Tình trạng nhà nước người ta đã đề ra mà mình vẫn là cố tình. Còn nếu mà mình là người vô tình thì nhân dân cũng không ai người ta dám trách móc gì. Mà nhà nước cũng phải lên xem xét những các cái trường hợp này để mà coi như là xử đúng người đúng tội. Những người mà không chấp hành như thế thì không chấp nhận được, là những người là phải phạt. Nhân dân đang hoạt động bình thường, thế bây giờ là ảnh hưởng đến Covid thế này là dân là nghỉ hết, rau cỏ rồi chợ búa là tất cả nghỉ, không bán được, không thu hoạch được. Lần dịch thứ tư, trong thời gian cách ly, đối tượng đã tới nhà bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Bình Phú, nhưng vị này không hề báo cáo ban chỉ đạo cấp xã để kịp thời xử lý. Bản thân vị trưởng thôn này cũng trở thành F1 và đang cách ly tập trung. Điều này cho thấy sự lơ là, buông lỏng trong công tác phòng chống dịch tại địa phương, nhất là ở các tổ phòng chống dịch tại thôn, xóm là những người gần dân, sát địa bàn nhất. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã thường xuyên có các cái công văn của cấp trên và công văn của ủy ban xã là đến các cái đồng chí tổ trưởng tổ phòng chống dịch các thôn để thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch, nhưng cũng có một số thôn chưa thực sự nghiêm túc chấp hành. Sau khi mà xã Yên Phú và thôn Bình Phú mà được dỡ phong tỏa, chúng tôi sẽ họp và sẽ kiểm điểm trách nhiệm đối với những người mà không thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch. Liên quan đến các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch tại Yên Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ đã chỉ đạo địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời điều tra làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể. Ngay trong đêm ngày 7 tháng 9, xã Yên Phú đã tiến hành truy vết khoanh vùng các trường hợp có liên quan, bước đầu xác minh được 18 trường hợp F1, 52 F2, 18 F3. Xã đã lập 11 chốt phong tỏa một phần thôn Bình Phú với khoảng 1.000 hộ dân và hơn 2.000 nhân khẩu, dừng hoạt động hai chợ tạm trên địa bàn thôn Bình Phú. Xã Yên Phú cũng đã in và phát phiếu đi chợ cho các hộ dân trong khu phong tỏa, đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.